Hello cả nhà mình nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Liên Cần Thơ của em nha cả nhà yêu ơi. Hôm nay là phe với cả nhà nè, mới soạn được cái kệ rất là đẹp luôn mọi người. Đó. Cả nhà thấy không? Đây là cái kệ của em. Để bày hày quá trời luôn, hôm nay dọn cho nó sạch sẽ cả nhà ơi, là dễ soạn hàng ha. Thì hôm nay em sẽ trộn cho một cái chị tên là Kim ở quận tên gì tao quên nè. Chị Kim ở quận Tân Phú luôn nha mọi người, Tây Thạnh Tân Phú luôn nha. Thì chị này trộn cái combo dưỡng mọi người. Đây ha, combo dưỡng. Để em quay cho cả nhà mình xem nha. Đẹp không cả nhà? Kệ rất là đẹp, kệ này là kệ của siêu thị á mọi người. Kệ này chứa tới được hơn 1 tấn mà. Chứa hơn 1 tấn mà chưa 5 người có thể leo lên đứng được. Đây là nguyên liệu ha cả nhà, đây là bio của chị nè ha. Chị lấy thêm dưỡng mi nữa nè, dưỡng mi với mài ha, với lại tấm trắng thái ha cả nhà ha. Chị này chuyển khoản rồi ha. Cái đơn của chị là dưỡng trắng lên tông an toàn, sử dụng Abutin chứ không có sử dụng bạch ngọc liên nha mọi người. Chị em nào mà mình không thích sử dụng bạch ngọc liên thì mình sử dụng kích Abutin, nó dẫn lên tông nhưng mà nó lên tông an toàn cho mình ha cả nhà ha. Đó, đây là combo của chị nha mọi người ha. Bây giờ em sẽ tháo nguyên liệu ra và bắt đầu quay cho cả nhà mình xem. Vết đỏ 3 nè, gái nhật 3 nè cả nhà ha. Đó, xù 3 nè. Rồi nám đỏ ha, một cái hũ đựng Ben L2, Việt Lam 2 và một ống serum ha cả nhà ha. Rồi em sẽ tháo nguyên liệu và bắt đầu vô clip trộn nha cả nhà nha. Bây giờ em sẽ dít nguyên liệu nha cả nhà ơi. Xù này là xù 15g nha mọi người. Cái này là combo lên tông an toàn. Chị em nào không muốn xài bạch ngọc liên khô da thì mấy chị xài combo này ha. Combo này là 459.000 nha mọi người. 459.000. Cái này là combo của chị Kim. Chị em nào muốn xài combo của chị Kim lên tông an toàn thì mấy chị xài cái này, cốt thái kết hợp với lại Abutin mọi người. Ba hộp xù ha cả nhà ha, cái này là em sử dụng 3 hộp xù. Combo của chị Kim. Chị Kim ở Tân Phú, Tây Thạnh Tân Phú. Đó, cả nhà dít hết cốt cho em ha. Combo này chắc được khoảng 300g cả nhà ơi, 300-350g đổ lại. Tùy theo, ví dụ như mấy chị muốn nó nhiều thì mấy chị bỏ cái hũ quai nhiều thì nó sẽ nhiều, hoặc là cái hũ Abutin nhiều thì nó sẽ nhiều. Đó, còn chị em nào mà da mình xài tẩy thì trước tới giờ ngán ngẩm rồi thì mấy chị xài cốt thái dưỡng. Cốt thái dưỡng này mấy chị xài cốt thái với lại quai thôi mọi người. Cốt thái với quai dưỡng là được rồi mọi người. Chứ mình không xài tẩy nữa là được. Chứ cũng không có gì hết, đơn giản thôi ha cả nhà ha. Thì mai em set combo. Set combo cốt thái dưỡng cho cả nhà mình nha. Chị dít hết cái cốt xong nó đánh cho mịn, thật mịn cho em. Rồi mấy chị hãy bỏ mấy cái kem lỏng vô, bằng tay hay bằng máy gì cũng vậy hết nha cả nhà nha. Bằng máy mà mấy chị cũng không làm từ bước thì cái kem nó ra nó cũng bị ốc trâu như thường nha mọi người. Kem ra vẫn bị ốc trâu nha. Trước tiên là mình phải đánh cái cốt này trước cho nó mịn nè. Mấy chị muốn biết cái cốt cứng hay mềm là mấy chị mở nắp ra hết cho em ha. Thì mấy cái phôi kem mặt này là cái cốt cứng nè mấy chị. Đó, Ben L với lại
Ben lờ với lại nám rồi thì cái chắc nó mềm, với dưỡng rồi thì nó mềm. Còn nhiêu là cốt cứng hết nha mọi người. Đó, chị cứ dít hết cốt cứng rồi ra cho em, rồi mới chị đánh lên. Đánh lên cho nó mịn, thật là mịn. Còn gì nữa không ta? Combo này đơn giản mọi người. Combo này rất là đơn giản luôn ha. Cái này là vét đỏ, vét xăm đỏ, lụt xị nhỏ. Chết, tôi nó bậy rồi mọi người. Lúc này xem bị liệu quá trời luôn cả nhà ơi. Xem hay liệu quá không biết nữa, xin lỗi cả nhà mình nha. Này là cái này là ngoài ngoài dự tính nha mọi người. Sự cố ngoài dự tính nha. Lúc này xem hay liệu quá cả nhà. Em cái gì mà em làm hết hồn cái là bắt đầu em liệu, không biết sao, kỳ cục kỳ đời chứ không biết. Hay liệu lắm. Dính trên cái nắp. Yes. Hôm nay là dọn dẹp không từ chiều giờ mọi người. Em dọn dẹp từ chiều giờ không có chết tin nhắn của mấy chị luôn. Mai mai hay chết tin nhắn. Dọn dẹp cho nó gọn á, cái nhà Tết tới nơi rồi. Dọn dẹp nhà cửa cho nó gọn gàng. Đồ đạc rồi cho nó gọn gàng. Em bày quá, em bày. Dọn hồi chiều giờ chóng mặt luôn á mọi người. Nó đuối. Cái này là ném hay cả nhà, nám đỏ nha. Hai hộp nám đỏ, một hộp thì bên trong cái hộp nó sẽ có cái hai ống ha, bên trong nó sẽ có hai ống như thế này ha. Kêu bằng hộp đi, này là một hộp, làm trong nó có hai hai hộp nhỏ như thế này là một cặp đó cả nhà. Một hộp nám đỏ ha, hai hộp nám đỏ. Cái này cốt cũng nhiều luôn á. Cốt này cũng nhiều, chắc khoảng được 300 tới 350 gram. Để hồi em cân thử coi được nhiêu nha cả nhà. Cũng nhiều, em thấy cũng nhiều quá nè. Hai ống bên lờ. Bên lờ thì lấy cái muỗng khác dít. Để em lấy cái muỗng khác dít cả nhà. Cái này là chỉ mua nguyên liệu, sau đó em trộn giùm ha. Mua nguyên liệu rồi em trộn giùm cho chị thôi. Chị em thích combo nào thì lấy combo đó. Đó, chị em nào mà không biết trộn thì em trộn giùm, còn không thì lấy kem trộn sẵn cũng được cả nhà ha. Thích cái nào thì mình sử dụng cái đó. Combo Bạch Ngọc Liên thì nó lên tông mạnh, nhưng mà có cái nó khô da cả nhà ha. Nó khô da lắm. Chị em nào không thích xài Bạch Ngọc Liên thì xài cái này. Tùy ha mọi người ha. Rồi bây giờ em sẽ đánh cái này lên nha cả nhà nha, đánh cho nó mịn, thật là mịn cái cốt này, mới bỏ cái chất mềm vô, mới chất lỏng vô nha cả nhà. Để em ghim cái máy vô. Rồi bây giờ em sẽ đánh cái cốt này lên nha cả nhà nha.
Rồi bây giờ em sẽ vét nó lên. Vét nó lên mọi người ơi, vét nó lên. Vét lên xong rồi đánh lại một cái nữa cho nó mịn, thật là mịn luôn. Tại vì nó đóng ở dưới đây nè cả nhà, nó đóng cục ở dưới đây nè ha. Nên là mình phải vét lên, mình đánh cho nó mịn rồi bắt đầu mình mới bỏ cái kem lỏng vô nha mọi người. Thấy không? Có chắc kem nè cả nhà ơi. Cái muỗng này nó yếu xìu hả mọi người. Cái muỗng này nè. Ghét cái muỗng này ghê luôn, yếu xìu nè. Trộn dưới lên không được luôn á. Nè. Rồi để em đánh lên cái nữa ha mọi người. Bây giờ tiếp theo em sẽ cho một chút xíu cái kem lỏng vô. Kem lỏng thì hữu dưỡng với lại Albutin này cả nhà ha. Đó, Albutin thì nó vô nữa, nó hơn nửa hũ như thế này nè. Cái loại này nghe cả nhà ha. Những cái loại mà nó nhiều thì nó sẽ không bằng cái chất giống như thế này. Để em lấy cái hũ đầy hơn cho cả nhà xem, cái chất của nó không có bằng cả nhà, nó lỏng nó không bằng ha. Cái hàng này là em thích xài hơn, nó thơm cái mùi ghiền lắm cả nhà, nó thơm cái mùi nực nồng luôn mà cái chất của nó rất là đậm đặc ha mọi người. Đó, đây. Em sẽ bỏ cái Albutin vô. Ha, rồi bắt đầu em sẽ đánh lên. Bỏ vô tí xíu thôi mọi người, đánh cho nó hòa quyện cái kem cái đã ha. Thấy chưa cả nhà, cái chất kem của mình nè, thấy không? Chị em nào thích ủ thì xả trộn hơi đặc xíu rồi mình ủ. Đó có nhiều chị em đã mua combo này rồi mà trộn chắc không đẹp á, thì mấy chị nhìn em nè, em trộn nè, đó. Hôm nay em sẽ trộn cho mấy chị xem cái combo này ha. Combo này là combo sử dụng Albutin ha, lên tông an toàn, trắng từ từ lên tông an toàn cho cả nhà mình ha, kích mình nó lên tông ha. Giờ em sẽ bỏ vô một hũ serum ha. Cái này là serum khử thâm ha, serum khử thâm cấp ẩm. Cái chất của nó rất là đậm đặc luôn. Serum khử thâm cấp ẩm cho nhà mình ha. Đó, em sử dụng một ống serum này luôn. Một ống serum này là nó bằng hai chai AHA, nó tới 30 gram lần cả nhà. Nó nhiều cái serum lắm, cái chất của nó nhiều lắm. Nè, nó dẻo, cả nhà thấy không? Nó dẻo mà nó đậm đặc. Đó, rất dẻo luôn mọi người. Chị em nhà mình á, ai muốn xài combo của chị Kim này á, thì xài nha mọi người. Combo Albutin của chị Kim 459.000. Chị em nhà mình nếu mà mấy chị muốn dùng thử á, thì mấy chị có thể bớt nguyên liệu lại, mỗi một nguyên liệu mà bớt lại mỗi cái một hộp. Mấy chị có thể sử dụng cái hũ Albutin nhỏ 45.000 ha, 45-50.000 hai loại. Đó, mình sử dụng cái hũ Albutin nhỏ. Đó, cái này hiệu hũ Albutin lớn mọi người. Chị em nào mình tiết kiệm, mình muốn mua rẻ hơn thì mình sẽ bớt nguyên liệu mỗi cái một hộp lại chị em. Đó, rồi mấy chị sử dụng cái hũ Albutin nhỏ này nè. Đó, Albutin nhỏ này ha. Cái này thì 45.000. Còn cái loại kia thì nó mắc hơn. Cái loại này thì 50 mọi người. Loại này nó thơm cái mùi giống như gì nè. Nó thơm cái mùi giống như hàng này mà nó dịu hơn, nó dịu ngọt hơn. Đó, chị em muốn xài cái nào cũng được hết. Sản nào cũng được, tiết kiệm thì mình bớt nguyên liệu lại mỗi cái một hộp hết cả nhà nha. Rồi tiếp theo em sẽ bỏ tiếp Albutin vô nữa. Bỏ tiếp Albutin vô phân nửa hộp luôn nha mọi người. Đó, bỏ nửa hũ Albutin luôn. Rồi về á, chị muốn xài thì muốn xài sao đó thì chị bỏ vô thêm nữa, còn dư thì em sẽ gửi cho chị ha. Đó cả nhà. Rồi bắt đầu em sẽ đánh lên nha. Cả nhà chắc đẹp chưa cả nhà, xuất sắc không cả nhà? Đó, chị em nào chọn ra cái chắc không đẹp đâu, mấy chị vô đây mấy chị xem cái combo này của em. Em phối là ra combo rất là ok luôn á mọi người. Chết rồi, nó dính cái hũ tùm lum hết trơn rồi mọi người ơi. Đó,
nè, thấy chưa, chị em nào thích ủ thì để như thế này ủ ha. Mấy chị bỏ quá tay nhầm khi mấy chị không có từ bước giống như em chỉ mấy chị là cứ trộn từ bước như thế này cho em mà nó ra chắc kem đẹp thôi. Rồi xong cái vitamin này em bỏ vô ha, vitamin này bỏ sau cùng nè. Mấy chị bỏ cho em 1-2 muỗng serum với lầm nít. Mấy chị đánh tay là cái hũ serum mấy chị bỏ sau cùng luôn ha, còn mà mình đánh máy thì mình để vô mình đánh được ha. Đó bây giờ em sẽ bỏ nè, mấy chị nhìn nè, cái vitamin E đậm đặc nè cả nhà thấy không. Đó mấy chị bỏ cho em lần 2 muỗng nhỏ thôi, rồi mấy chị đánh lên, mấy chị đánh lên rồi mấy chị xài thử đi rồi mấy chị hãy bỏ tiếp. Nó cả nhà chắc kem ra nè, dẻo vừa xài luôn á cả nhà ơi, thấy không. Bỏ cho em nào trộn không ra chắc kem giống gì đâu, theo làm từ bước cho em như thế này đi. Cái này là kem bỏ uổng con cả nhà ơi, ghét vô cho người ta. Đó, thấy chưa mọi người, chắc kem nè. Đó, mấy chị trộn sao mấy chị làm theo như em nè. Em trộn combo giống của mấy chị nè. Combo này có rất nhiều chị em mua rồi nè. Đó, em trộn chắc kem nè cả nhà. Xuất sắc không mọi người. Đó, mấy chị xem nè. Đó, đây, dẻo ha. Dẻo mà đậm đặc nè, xuất sắc chưa mọi người. Đó, có nhiều chị em hỏi xem trộn không ra được đẹp giống như chị thì mấy chị cứ đánh bình thường từ từ giống như em chỉ là được nha mọi người. Rồi để em sức thử coi ở đâu mà nó dính dữ vậy trời, nhiều kem quá rồi mọi người. Ừ, đó, thấm hút nha mọi người, rất là thấm luôn nè cả nhà thấy không. Ừ, muốn thấm nữa thì mấy chị bỏ thêm vitamin E 1-2 muỗng nữa. Đó, tùy theo mình bỏ thấm nhiều hay thấm ít cả nhà. Bây giờ em sẽ bỏ thêm 2 muỗng nữa đi cho nó thấm, thiệt là thấm cho chị. Đó, nhiều lắm nha cả nhà ơi, thấy gì chứ, nhiều lắm nè. Ra hơn 300g rồi cả nhà ơi, cái này hơn 300g. Đó, thêm ít hay nhiều là do mấy chị thêm cái hũ E này nè ha. Ít hay nhiều là do mình thêm cái này ha. Rồi, cái này còn dư nửa hũ nè, em sẽ gửi cho chị ha. Về mấy chị muốn thêm cái abutin vô nữa thì mấy chị thêm, còn không thì nhiêu thôi. Đó, muốn thêm nữa thì thêm, còn không thì nhiêu nha mọi người. Cái này cũng đẩy lại luôn, gửi cho chị ha. Còn nhiêu ha, còn khoảng nhiêu đây nè mọi người. Hơn nửa hũ á, em bỏ hơn nửa hũ á cả nhà ơi. Ừ, bỏ quá nó lỏng. Bỏ từ từ thôi cả nhà, cứ bỏ từ từ như em là được. Đánh lên cái nữa nè. Này cả nhà thấy chưa, chắc đẹp không mọi người, y ni luôn á cả nhà yêu ơi, chắc kem ra rất là đẹp ha. Chị em nào muốn xài combo của chị Kim thì nhắn cho em nha cả nhà nha, nhắn tin qua Zalo cho em 0901 280 656, em sẽ trả lời tin nhắn cho chị em nhà mình sau 5 giờ chiều nha mọi người, tại vì lý do là công việc nhiều quá, mong cả nhà mình thông cảm cho em nha. Em sẽ trả lời tin nhắn từ từ cho cả nhà mình nè, hoặc là em sẽ để cái link Facebook dưới, mấy chị nhắn tin qua Facebook hoặc là nhắn tin bình thường cũng được cả nhà ha. Cả nhà cứ nhắn tin em trả lời, cả nhà đừng có gọi, em không có nghe máy đâu mọi người ơi. Cả nhà đừng có gọi nha, tại vì bình thường em hay tắt máy em ngủ lắm. Tại vì em chỉ em ngủ tới em quay clip với lại em soạn hàng tới giờ này là 4-5 giờ sáng rồi cả nhà ha. Nên là buổi ban ngày em ngủ được một xíu, ban ngày em ngủ được một xíu khoảng 4-5 giờ em thức dậy em trả lời tin nhắn cho mấy chị ha. Nên là mấy chị cứ nhắn tin qua cho em, nhắn tin đó đi rồi em sẽ trả lời tư vấn cho mọi người. Còn chị em nào nhắn tin lâu thì em sẽ trả lời lâu, chị em nào chốt lẹ thì em sẽ chốt lẹ ha cả nhà ha. Rồi để em đi căng cái combo này lên nha. Cái này em trộn nó dẻo dẻo sạch sạch như thế này là vừa xài cho chị nè. Rồi về chị muốn lỏng, muốn đặc, muốn gì đó thì mấy chị cứ thêm vô. Em trộn dùm cho khách thì em chỉ trộn cái mức độ dẻo vừa như thế này thôi. Về mấy chị thích đặc hay gì đó thì về mấy chị tự thêm vô nha. Đó, cái gì là vừa xài này cả nhà thấy không. Chắc kem vừa xài nhìn thấy ghiền không mọi người.
Đó, mấy chị trộn cứ từ từ, như em thì ra cũng như em thôi, cả nhà nãy giờ em đâu có cắt công đoạn gì đâu đúng không? Em quay trực tiếp từ đầu tới cuối luôn cho cả nhà mình xem, không có cắt cái miếng công đoạn công điếc gì hết trơn á mọi người. Rồi bây giờ em sẽ đi căng ký cho cả nhà xem nha. Đó, đây là cái hũ kem của mình nha cả nhà nha, hũ kem của mình ha. Thì luôn cái hũ luôn á, luôn cái hũ luôn là được 420 gram nha cả nhà, 420 gram. Thì mình trừ hao cái hũ khoảng 30 gram đi, 3 tới 40 gram thì cái combo này được khoảng gần 400 gram kem nha. 308 tới 309 gram kem. Tùy theo mấy gì. Xong rồi. Xong rồi hết cả nhà ha. Thì là cái combo này là của chị Kim. Chị nào muốn sử dụng combo của chị Kim lên tông an toàn mà lên tông vừa, sử dụng kích không sử dụng bạch ngọc liên á cả nhà, thì cả nhà nhắn tin cho em ha, qua số điện thoại là 0901 280 656, Zalo hoặc là cái link Facebook em để dưới đây ha cả nhà ha. Chị này mua dưỡng mi, mua tắm trắng tùm lum hết trơn á mọi người. Combo này là 459.000. Nếu chị em nhà mình mà mình không có đủ tiền á thì mấy chị kêu em bớt nguyên liệu mỗi một thứ lại một hộp đó, rồi mấy chị sử dụng cái hũ Abutin nhỏ này nó sẽ rẻ hơn mọi người. Em sẽ lấy hai 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 loại Abutin luôn, loại nhỏ này cho mấy chị vô combo là mấy chị sử dụng một hộp này là vừa luôn. Đó, nó rẻ hơn cho nhà mình thì nó tiết kiệm hơn cho nhà mình hen. Rồi ai muốn xài cốt thái dưỡng hoặc là cốt thái tẩy gì đó thì có đủ hết mọi người, có đủ hết thì từ từ em quay cho cả nhà mình xem ha, hoặc là cả nhà tự phối cũng được. Em quay mấy cái clip trước rất là nhiều luôn, combo cốt thái cả nhà kéo xuống tổng cộng clip của em là 130 mấy clip cả nhà, cứ kéo xuống cả nhà tham khảo thích combo nào cả nhà nói với em combo đó, hoặc là mình muốn xài cái gì thì mấy chị nói em mới biết. Có nhiều chị vô cứ kêu là đưa công thức tham khảo, đưa bao nhiêu công thức mấy chị, em hơn 100 công thức, không lẽ ngồi gửi cho mấy chị hết 100 công thức, em đâu có thời gian đâu. Mình thích cái gì hoặc là mình muốn trộn như thế nào thì mình nói, da mình sao mình muốn thầy tẩy mạnh hoặc là tẩy tẩy lên tông dừa mà an toàn, hoặc là cốt thái tẩy bình thường, hoặc là cốt dưỡng, hoặc là da mình như thế nào đó thì mấy chị nói với em để em biết đường em phối công thức cho nhà mình ha. Thơm quá cả nhà ơi, cực kỳ thơm luôn á, rất là thơm luôn. Rồi em xin kết thúc clip nha cả nhà ơi, em xin kết thúc. Hôm nay em soạn cái kệ này không á, tới tối luôn á mọi người, nhưng mà soạn xong thì mình nhà cửa mình nó gọn gàng hơn, với lại mình để đồ dễ lấy hơn cả nhà, soạn xong dễ lấy đồ hơn nữa, nó gọn hơn, nó sạch sẽ, nó gần Tết tới nơi rồi, dọn dẹp cho nó gọn gàng cả nhà ơi. Rồi em xin kết thúc clip nha, chào tạm biệt cả nhà mình, chúc cả nhà mình cái nhìn mình mua may bán đắt nè, rồi bước sang năm mới này làm ăn phát tài phát lộc nha cả nhà nha. Nhưng mà cả nhà nhớ là ủng hộ kênh của em nha, nhớ like subscribe và share cho em nha cả nhà nha, chia sẻ qua Facebook cho em nha. Chào tạm biệt cả nhà mình.